Dạ rồi, hello anh em ha. Một buổi tối ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn anh em. Hôm nay shop em lên sóng cho anh em một em SF50 biển số 83 Sóc Trăng, xá cực kỳ dễ thương luôn. Đi một vòng cho anh em xem ha. Đi một vòng cho anh em xem. Xe này là biển số 83 Sóc Trăng nha anh em. Cấu hình máy là 70. Xe cực kỳ thì thầm luôn. Về là chỉ đổ xăng thôi ha. Sạch sẽ như hình. Đi một vòng cho anh em xem. Từ nước sơn vàng chân là sạch sẽ hết nha. Đi một vòng cho anh em xem thì shop sẽ review cho anh em luôn, đáp lại những cái tấm chân tình của những anh em ha, hay dặn shop xe ha. Xe sinh viên giá dễ thương thì shop quay cho anh em xem. Đó, sườn là sạch sẽ sáng sủa, vàng chân là cực kỳ ok luôn ha. Qua bên đây quay cho anh em xem đẹp lắm. Nói chung là xe khá là ok, và đặc biệt là giá cực kỳ sinh viên, cực kỳ dễ thương luôn. Một em SF50 ha. Đi vô đây cho anh em xem. Một cái bình xăng lớn zin nè, bình xăng lớn zin, má xi zin, cao su zin, chim là chim hàng mới nha anh em, chim là chim hàng mới nha. Yên đó, yên lúc nào bên shop em, những chiếc xe bên shop em, từ những chiếc xe rẻ tiền, những chiếc xe mắc tiền, lúc nào cũng canh cho nó ôm hết nha anh em, cũng canh cho từ bình xăng với yên ha, lúc nào phải ôm hết cho anh em. Và ba ga nữa, cái này là mình đi gắn zin 67 nha, mình đi gắn zin 67 nên mình đi này cho anh em xem đó, mình đi cái ba ga này cho anh em xem ha. Dè là dè nhựa ha, niền trăm sạch sẽ sáng sủa đó. Quay vô cái bánh cho anh em xem, những chiếc xe bên shop em là không có phải là xét không có gì hết nha. Quay cho anh em xem nè, đó, sạch sẽ sáng sủa đây, niền trăm ha. Đùm là đùm zin nha, đùm trước đùm sau là zin 67 nha, xanh lè. Quay sát đây cho anh em xem nè, quay xanh lè nha, đùm xanh còn xanh lè luôn, không có sơn đó, sạch sẽ. Và shop xin báo giá luôn, khỏi đợi mất thời gian của anh em, tại vì chiếc xe này quá dễ thương, quá sinh viên luôn. Một em biển 83 FB 9963, giá của em nó là 17.500.000 ha. Những chiếc xe bên shop em đều có cọc là có ship xa, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. Và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, để anh em xem xe ha. Phuộc sau nè, đầy đủ như hình, gấp là gấp zin nha anh em, gấp là gấp zin nha. Nước sơn còn khá sạch sẽ đó, sạch sẽ. Quay chi tiết vô cái sườn cho anh em xem nha, quay chi tiết vô cái sườn cho anh em xem, sạch sẽ nha, sạch sẽ. Về là chỉ đổ xăng vô mà đi thôi ha, về là chỉ đổ xăng vô mà đi thôi. Nói chung là cố gắng từ những chiếc xe mắc tiền, những chiếc xe rẻ tiền ha, là đều cố gắng từ máy móc tới điện đèn càng xi nhan lúc nào cũng đầy đủ cho anh em. Anh em về không thích món nào đó thì cứ thể có thể điện thoại cho shop Quân dễ thương đặt mua hàng, thì tại vì bên shop em là từ phụ tùng với cúp là đầy đủ mà, nên anh em cần món nào cứ việc liên hệ với shop ha. Số điện thoại shop lúc nào cũng để dưới góc trái màn hình, và địa chỉ số điện thoại đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Ở đây vô cục máy cho anh em xem, cục máy 70 nha, cục máy 70 4 số CD đã lên IC rồi anh em ha. Về là chỉ có thì thầm nổ máy thôi, test luôn, test máy trước luôn cho anh em luôn, sai ra cho anh em xem nha, test luôn máy 70 để sắp em test luôn cho anh em luôn ha. Thì thầm nha, không giọng không hú. Bây giờ mình bình cái bô lại cho anh em nghe nè đó. Nếu mà những anh em nào á mà không có biết nghe về máy, không có rành về máy ha, thì có thể nghe đây, không giọng không hú nha, máy thì thầm không giọng không hú đó, sạch sẽ như hành ha. Quay ở dưới luôn, quay dưới cho anh em xem luôn, quay rõ ràng cho những ông chú, những ông anh ở xa, tại vì khi mà mình bóp nè anh em nhìn này nha, khi mà mình đè mình bịch cái bô để cho anh em nghe được cái tiếng máy nó êm hơn, nó có giọng có hú thì anh em sẽ nghe được ha. Và cấu hình em này là 4 số CD ha, cấu hình máy 70 4 số CD, xe đã lên IC, về là chỉ đổ xăng vô mà đi thôi, mà giá chỉ có 17.500.000 ha, giá chỉ có 17.500.000 thôi anh em. Lên trên đây để sắp tắt máy nha, để sắp tắt máy để lấy chuyện cho anh em dễ nghe ha.
đây đầy đủ hết, được full đầy đủ điện đèn kèn xi nhan, thì bên shop em lúc nào cũng vậy, xe mất tiền cũng vậy, mà xe rẻ tiền cũng vậy luôn, cũng đầy đủ đồ chơi, đầy đủ điện đèn kèn ha. Cố gắng về là chỉ đổ xăng thôi, anh em về thấy cái món nào không ưng, thấy cái món nào cũng thích, muốn vô cho nó vừa ý mình ha. Đây đi xuống đây pha đèn ha, logo Honda shop gắn lên luôn, xe nào shop cũng gắn cái logo Honda này cho anh em hết, nhìn nó lịch sự, anh em nhìn nó lịch sự ha, nó không có bị trống chỗ này. Niền trăm cũng vậy luôn, và xe này đang đi với dáng đầu phục là 66 anh em nha, đầu phục 66 nha. Đây niền trăm nè, bánh trước cũng vậy luôn, bánh trước bánh sau là sạch sẽ hết anh em nha, căm là ok hết, đùm là đùm xanh lè nha, đùm là đùm xanh lè luôn, đùm trước đùm sau đều zin. Qua bên đây quay cho anh em xem, đùm trước đùm sau ha là zin theo xe. Máy là cực kỳ dễ thương luôn anh em, xe là sườn lấp zin nha, xe là sườn lấp zin anh em nha, sườn lấp zin. Quay ra cho anh em xem, quay vô số khung số máy cho anh em xem, cho những ông chú những ông anh ở xa xem. Nói chung là với cái tầm tiền hiện bây giờ nha, hiện bây giờ mà anh em chơi 67 á, mà với cái tầm tiền 17-18 triệu, nói chung là cũng là trung bình, cũng là ok rồi anh em ha. Mà xe sạch sẽ nữa, xe sạch sẽ sáng sủa ha, sườn là sườn lắp zin, cái nào tình trạng lúc nào shop em bán cũng vậy hết, lúc nào shop em bán cũng vậy hết, cũng quay rõ ràng cho anh em xem, lúc nào cũng quay rõ ràng cho anh em xem ha, sườn lắp zin làm sao, lúc nào cũng quay vô số khung số máy ha, chuẩn chỉ cho anh em xem, gấp cũng vậy luôn, gấp te cũng vậy luôn anh em xem nè ha, tình trạng sao nè, gấp zin nè, gạch te nè, gấp zin gạch te mới nè đó. Sườn thì có làm sao, thì sườn nó cũng còn khá khá được, thì sắp báo cho anh em sườn khá khá, cố gắng quay chậm chậm để anh em xem nha. Phuộc sau cũng vậy, niền trăm cũng vậy, sạch sẽ sáng sủa, giá em nó chỉ có 17.500.000 thôi ha. Và những cái ship, những cái chiếc xe mà bên shop em bán đều có cọc là có ship xa, nên anh em những ông chú những ông anh ở xa cứ việc yên tâm ha, có cọc là có ship, dù anh em ở đâu shop cũng ship tới tận nhà cho anh em được hết, nên anh em cứ việc yên tâm ha, cứ việc khỏi cái đam mê của mình đi ha, khỏi cái đam mê mình đi, chỉ có 17.500.000 thôi. Và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Test máy lần nữa cho anh em nghe ha, một chiếc xe 67 phong trần ha. Đi một vòng cho anh em nghe, máy là thì thầm nha, máy là thì thầm, canty chuyển nhừ, 17.500.000, và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Shop em chuyên phụ tùng 67 và cúp luôn, anh em cần món nào cứ việc alo cho shop em ha, có muốn shop em mà review món nào cứ việc cho shop em một bình luận để shop review báo giá cho anh em ha. Món phụ tùng như là cúp 67 đầy đủ hết à, đó anh nhớ đây anh em, để tắt máy rồi đó, lên cái mẫu mới cho anh em, cái mẫu tối nhét sườn được gia công tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Quay cho anh em xem nha, túi nhét thường 67 hôm nay có hai mẫu mới, thì những anh em biết những cái thường á, thì những cái shop là chuyên bán cái túi này khoảng tầm 3-4 năm nay rồi ha, thì hôm nay mình vừa mới gia công hai cái mẫu mới cho anh em. Và cái mẫu này thì nó có chỉ vàng kim tuyến anh em nha, quay sát đây có chỉ vàng kim tuyến nha, có chữ Honda ha, và đây là hai loại mới, hai mẫu mới nè, hai mẫu cũ là 150.000 một cái, mẫu mới là 220.000 một cái anh em nha, có loại đen bóng và loại trắng đây ha, đen bóng và trắng, thì cái loại này thì 150.000, loại này là 150.000, còn hai loại này là 220.000, ship code toàn quốc hết. Thì những anh em nào mà nếu mà mới xem cái video của shop đồng đường đầu tiên thì anh em vào đây xem, lấy thử cái màu đỏ này gắn thử cho anh em, nó nằm ở vị trí này, này nha, nó nằm ở vị trí này. Đây là mình quay cho những anh em nào mà nếu mà mới xem shop em lần đầu tiên ha, quay cho anh em xem đây đó, 150.000
cái này mình dán lên thôi anh em. Anh em thấy ôm không? Ok không? Ha. Một chiếc túi giác sườn 150.000 ha. Và loại bóng, cái loại bóng á, cái loại mà da bóng á thì 220.000. Đó, cái này thì 220.000 nè. Cái này là 150.000. Ship toàn quốc hết. Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán anh em ha. Phí ship là bên mua chịu. Đó. Rồi trở về với em đó đi. Trở về với em một em 83 Sóc Trăng. Sóc xin nhắc lại một lần nữa nha, mấy ông chú mấy ông anh ở xa thông cảm nha. Một em 83 Sóc Trăng. Cấu hình máy là 70, 4 số CD nha, 4 số CD. Xe là sườn lốp zin. Sạch sẽ như cái video, như cái hình mà Sóc quay cho anh em xem. Và lúc nào cuối video Sóc cũng để là những tấm hình cho anh em vào xem cho nó rõ hơn. Nhiều khi mình quay nhanh quá anh em không thấy được ha. 17.500.000, cái giá cực kỳ dễ thương luôn. Cái giá cực kỳ dễ thương luôn anh em. 17.500.000. Cấu hình máy 70, 4 số CD. Về là chỉ đổ xăng vô mà tèm tèm đi cà phê đi cài thôi ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em xem nhớ bấm like và đăng ký giúp Sóc nha, để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho Sóc ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.